Con báo này đã chăm sóc con nai con từ khi mới lọt lòng mẹ. Mẹ của con nai đã bị chú báo này ăn thịt, nhưng thật không ngờ, nó lại không làm hại gì đến nai con, ngược lại còn chăm sóc, bảo vệ con nai con này. Mọi cử chỉ, hành động của nai con đều trong tầm kiểm soát của con báo. Bất ngờ một con linh cầu trưởng thành đang đi săn mồi, nai con đã lọt vào tầm ngắm của linh cầu. Con báo với khứu giác tính nhẹ của mình đã cảm nhận được sự nguy hiểm quanh đây. Nó ngọt lấy nai con và vụt chạy lên một cái cây cao ở gần đó, linh cầu chỉ biết ngậm ngùi mà không thể làm được gì bạn nghĩ sao về hành động này của con báo